tài đâu. Tài đây nè. Vậy bia Trung Quốc 266. Bia Trung Quốc 266. Để yếu rồi. R1 3,5. Hello anh Tây. Hello anh Tây. Hello anh Tây. Hello anh Tây. Yeah yeah yeah. Yeah cà phê. Nó cười mày kìa. Hello anh Tây. Yeah, tắm đi. Lâm lại. Chạy cho cái lồ. Đi làm một dĩa, một đầy cái đó là bao nhiêu? Hai dĩa đi. Em làm. Chơi mà sạc luôn được miếng mà sạc luôn. Mà sạc luôn. Mà sạc luôn. Dạ. Alo anh đây. Vô vị con cạc. Vô vị con cạc. Chào chị Trung. Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền thì ra đọc được. Bao nhiêu? 5 xi. 500. 5 lít. Ok luôn. Hotel. Hotel. Hello anh đây. Chị Bảo. Chị bay sáu lồn. Hello Ngọc Nhi. Hello Mạc Nhi. Ngọc Nhi. Ngọc cái lồn. Anh chửi hello rồi Ngọc Nhi ơi. Minh Cương, fan. Minh Cương cái lồn. Fan. Minh Cương có 299, Minh Cương tuổi lồn. Anh kêu Minh Cương 299, Minh Cương tuổi lồn. Đi ra buồn tàu cửa rồi. Hai chim to. Chim to. Ngân gian phạm đổ chim to. 24 cm. Ok. 24 cm. Ok. 24 cm. Ok. 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 Hello hai đứa nha. Hello anh Tài. Hello. Giờ nhiều mày câu hello anh Tài rồi. Địch ba mày. Mặt dài. Dài. Minh Tài cho điện. Minh Tài cho điện. Ốc chó. Ốc chó. Ừ ốc chó. Minh Tài ốc chó. Ai biết. Ai đọc chữ Ngọc cũng được. Bu cu, bu cu à? Ừ. Tuấn bu cu. Bu cu bao nhiêu tiền? Bu cu bao nhiêu? À gọi bu cu bao nhiêu tiền? 5 lít. 500. Ừ. 200. Thúy An cho đi anh. An cho. Kéo chửi vợ luôn. Hello Đặng Thanh. Hello anh đây. Chào Nhàn Thanh. Đủ má. Ê. Cương anh em tôi anh là Cương chửi đủ má còn... má cánh lồn nghe chứ Cương chạy sâu 24 cm. 24 cm. Dạ bụng đau anh Dương ơi. Ok hello anh Tây. Hello anh Tây. Anh Tây cũ lồn. Hey. Gà. Chicken. Gà. Tại sao để mình quay phim đó mà cái buông ra cái nó chậm. Chicken. Chicken cái lồn. Osami chicken. Con gà. Con gà công nghiệp. Công nghiệp là gì anh hả? Mắt lồn. Chicken rúp. Con gà thiến. Ê, nãy giờ chạy vô quen đường chưa? Nãy giờ quen đường chưa? Quen chưa? Chưa mấy cái bụng bình đó. Bên đó. Hello Đặng Thanh. Hello anh Tài. Hello Đặng Thanh. Đặng Thanh cái lồn. Thương đẹp trai. Đẹp trai cái lồn. Thằng em lồn. Thương đẹp trai á. À, thằng Tây. Hello Thương đẹp trai. BD. BB. Cute. Ừ. BD không BB. BD hờ BD. BD.
Thằng này em ruột em anh lồn. Mời, mời đưa về thằng em ruột em á. Anh xì ra. Ông già em hồi xưa đi đi bày qua đường ha. Giờ bu lồn. Ơi, tay bu lồn dạ. Bu lồn cho lồn. Đi cho anh. Dạ. Ơi. Fan. Fan. Ơ fan. Đây. Đây, đây. Hello anh đây. Hello anh đây. Đúng quá, có khi giờ chứ. Hello anh. Lào đi chứ. Hello anh đây. Mày vô đây. Đây đây. Hello anh đây. Điên rồi, chuông chậu ra rồi mới chết em. Mày điên à? Tệ, đây, chú mà anh tay. Cái lộ. Đợi tiến, đợi tiến. Đợi tiến cho cái điện. Đợi tiến cho điện. Ừ, nó chửi mày á. Đợi tiến cái lộ. Thình đẹp trai, thình cho điện. Anh lộn. Hello anh Tây, hello anh Tây. Mẹ bức chơi mày luôn. Hiểu quá mày. Anh lộn. Anh Tây 17cm 24. Oh, 21. 21, dịch mẹ xấu lộn. Đâu, mở ra coi, mở ra tao coi. Ê, đây, ghê 24. Qua nó về nè, dữ lắm à. Tay 21cm 21 vụ Minh Thư rồi. Anh Tây này lớn chưa? Mới 24 tuổi à. Nhỏ à. Nhỏ à. Nó cái lồn. Cái lồn của má. Cái lồn. Đủ má, 24 tuổi bắt solo của địch. 24 tuổi trái trâu. Nít. Con nít. Mày là còn con nít lắm. Má mày. Má mày. Dạ. Đó. Lầy lầy tuổi. Đồ quá. Cú bự. Anh tay cú bự. Cú bự cái lồn. Thành văn. Thành văn cho điện. Thành văn BD. Thành văn BD. Mày BD không? Quyền kinh. Thu Phương nhỏ cái lồn. Thu Phương BD. BD cái lồn. Thu Phương. Thu Phương BD. Thu Phương BD. Ừ, BD đấy. Trời ơi. Mất dạy. Hạnh phúc, hạnh phúc. Mất dạy. Ê. Mất dạy cả lộn. Yeah. Ok. Hey. Đừng có chữ lộn nữa. Thôi, chữ đập chữ hoài. Ừ. Nói nha, nói chuyện vui vui. Đó rồi, mà chữ. Hạnh luôn đi. Hạnh luôn đi. Hạnh gặp em lần. Hạnh gặp em lần nội à. Giờ em không nội, hạnh cũng nội à. Sao Hoàng Trung. Ui. Hello anh Tý. Hello anh Tài. Anh Tý. Thôi giờ bé hiểu vậy luôn. Hello xíu hết này là biết rồi. Chơi và chửi cho anh Tài. Hello anh Tài. Đâu rồi mình mình ba rồi. Hello anh Tài con gạt nó ok chơi mày. Hello anh Tài. Anh đi. Em tên gì? Dứt. Quốc. Quốc đi. Em tên sự. Mới chơi hả? Dạ còn mới chơi à? Được. Chơi dạ, 2 năm rồi. Chơi mà chơi chạy á. Thấy kiểu là biết. Mê xa, mê xa chứ không chậm chạy. Mê hả? Đúng rồi. Đừng chạy, anh như được chạy chứ đừng có theo gì đó. Anh em như chơi, có gì chờ rồi chứ đừng có theo. Alo anh Tài. Ai cũng như khả năng lấy hợp ta. Bao cao su. Là gì? Bao cao su. Boku. Kirek, Durex. Ừ, Durex. Durex, ok. Ok. Cái bé chạy bị cái team R1 á là nó ra nó ấp đâu kéo anh em không về thôi, team nó đâu có chạy. Mày nói chạy kiện không à? Ở đây đi cầu luôn. Nó chơi kiểu anh lên đăng dữ dẫn. Thằng ơi. Thằng ơi địch mà. Thằng chục chiếc rồi bọc qua cứu anh. Thì quen quay thằng ơi. Nào máu máu cái hơn thua cái tợ thua hơn ba. Không bị thua hơn ba đi. Cùng tao ăn sao rồi. Không đâu. Chạy không lại không ai. Bọn nói là em chạy giỡn. Cái ý là có dễ bình lại rồi. Chạy không đi á. Học được. Bao nhiêu trên? Bao nhiêu trên?
bao nhiêu? Mẹ ai cũng đòi bao nhiêu tiền nó luôn á. Alo, à gặp con nào hỏi bao nhiêu tiền nó bán lại. Alo cho bị đọc thêm bây giờ. Gặp con nào cũng hỏi bao nhiêu tiền. Mẹ mày. Bữa nó về chặt nhỏ nào á anh Úc. Cũng mang chụp hình cho mình đưa em. Con mì đen mày ghê thế. Má thiệt lỗi. Hằng này là ngày mình nha anh em, ông già mình đi bậy để đó giờ mình bắt cóc về lại nuôi á. Mai mới nhập khẩu về lại nha mình, chị đi thất lạc nhiều năm rồi. Má được thằng em chị cốt. Để tao kêu ông già bắt về nuôi lại. Đừng đi nữa. Nghe chưa? Ok, địt mẹ mày ok rồi đấy. Mua về từ nhà không có một hộp. Ngon ghê. Ngon ghê. Đấy rồi. Này mới ngon. Ngon. Ngon vãi lột. Bùi dưới thông. Con cặc này tay. Bùi dưới thông. Không già. Bùi dưới thông cái lột. Lucky boy. Lucky boy. Lucky boy. Trẻ trâu. Ừ. Good follow. Thành chân con cặc, thành chân con cặc, thành chân con cặc, thành chân con cặc. Sáu lồn Long Bi. Long Bi cá lồn. Hello anh Tài. Hello anh Tài. Xuân trường bị mát. Bị mát. Xuân trường bị mát. Xuân trường BD. Xuân trường BD. BD. Xuân trường BD. Hồi nãy anh đi đường nào anh? What's your name? What's your name? What's your name? Cái lột. Tế thằng là cái lột. Anh ở chỗ nào đâu thằng đâu? Chỗ là chợ mới không thành. Bây giờ là môn cho mấy chợ dạ chơi nó chắc biết. Ngon. Vũng Tàu. Ai nhắc tin mà vậy? Vũng Tàu. Ai vậy? Vũ Lùng. Vũ Lùng á. Đâu, thằng nào bạn ở đây nè anh Út? Đức mập nớp. Đức mập đâu đây? Anh thấy mình nớp. Đức mập đi đâu thấy mình nè? Ủa, nay nó vô hả ta? Nó thấy ông Thành. Chào tất cả anh em. Anh đó. Đây nó vô. À nó thấy mới thấy Long Thành nè. Đám giỗ nhà anh Hoàng nè. À cái hàng gì đúng rồi. Mấy anh em à, tối mình về rồi chơi. Xuân trường BD. Lên 9 giờ để kẹt xe. Osami Kulon. Dạ, em ở đây thì em đi trước. Osami Kulon. Thấy đúng rồi. Rockin' Boy. Bắt xe luôn. Otome Rockin' Boy. Alo. Con cuốn nhờ không? Alo anh Tài. Về Long Thành hả? Đồn má mày. Hello, tiếng cho điện. Hello, tiếng cho điện. Alo, ca về. Hầu mới đi về qua, nó đủ Vũng Tàu chơi đi nữa. Chẳng có hiểu đâu, anh Trứng ơi. Không hiểu không? Trời, luôn. Giang nói nè. Osami. Giang nói anh mới gọi em nè, em Miron Osami. Rồi anh Tài. Thằng em thất lạc bao nhiêu năm anh em thấy nhìn hai anh em mặc giống nhau không? Ồ má cung cung ông nội á, cung ông ngoài cung nội á mà khạc chả. Bắt luôn. Osami con cà phê ơi. Osami cà phê. Đánh lộn. Bang Vũ. Sao bạn ti võ? Ủa má, em thức là của mình đó bạn. Hắn có hiểu gì đâu em ơi. Thôi em về ngủ ngon.
Trời mấy em. Bia em của thằng là bia R1 mình nhai đâu anh em? Theo như Lơi đã nói, bia em cụ lồn đã bị R1 nhai đâu hả? R1 R1 đương kim R1 cái lồn bia em Gina đổ má mày. Ôi em Gina đây. Ê Willy là hai Willy hai bè đừng bắn là ít khi nào xe nào chạy lên mất luôn. Anh Đức nói là không phải là do xe nữa mà do kỹ năng. Hello anh Tài cả luôn. Để cho ban ban để cho Rocking boy đi đâu rồi? Racing boy cả luôn. Đây đây 50 cm chân lộn 10 cm tiền à tiền chạy trâu mày hay mày đi theo nhỏ á lăn kêu chạy trâu mà hai kêu đâu nổi TBD chân lộn TBD 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 đấy cái lộn con tay chịu đâu nội mình ốc chó câu là hơi bị việp luôn anh Trường. Làm gì á? Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Vô Facebook con nhỏ nó ngồi bao nhiêu tiền? Hát riêng liêu vậy chứ. Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền à? 5 lít 500 500 200 Đi về với vợ đâu á con? Ok. Ok cà phê. Ok cà phê. Con nhỏ nó kìa bà thằng là kêu cà phê hết. Bao nhiêu? 1 lít 1 lít cá lồng. 1 lít là sida. 1 lít là sida. 5 lít. 5 lít là ok yeah yeah. 5 lít corona. Ui, PM 5 lít. Cá lồng. R1 10 lít. Quay đi mày. Đi next mệt lắm. Hả? Đẹp trai. Đẹp trai cá lồng trẻ trâu. Này mày đọc coi. Hồi đó còn làm Rocking Boy, bây giờ thì đỡ rồi. Hồi đó tao trẻ và tao trâu. Người ta gọi tao là trẻ trâu. Trẻ và trâu gọi là trẻ trâu. Ok con dê. Không, cái độ mệt luôn. Anh chấp, em, anh chấp rồi em chờ. Cơ bắp. Sáu lồn. Anh dám tuyên bố. Rất mừng nhìn Trung Quốc. Thịt mẹ mày. Trẻ trâu. Đây, trẻ trâu đồ má mày trẻ trâu. Sáu lồn. Ai này này thịt mẹ mày này sợ trâu đấy anh chinh chinh cái lồn là tao kêu bullet bắt mày. Bullet bắt mày. Đi Tây Bắc. Anh đi về đóng bữa đi từng châu. Anh đi từng châu là mấy anh em nói anh về chung lớp nha. Đủ rút cuộc bỏ xe về hết. Anh ơi nếu ai bỏ xe về tôi về. Anh sẽ lại chơi chung từng châu. Anh bơm mình về. Tôi xấu quá hả? Thôi không đi nữa đâu. Anh nghi theo anh. Quỷ luôn rồi, quỷ luôn rồi. Ngà đông nghi theo. Má đi hai lưng mà tại đỏ không mà. Đi hai lưng tao đỏ không à? Tụi nó đâu có chạy theo. Tuần nhật tuần sau à? Tuần nhật tuần sau em đi Vịnh Hy rồi. Đi là phải chờ nó chết mẹ luôn. Đi tour về mày anh tại em ra hâm vui á. Đi Vịnh Hy đi biển. Ngày mai đi là gì nè? Đây gần quá, chạy ra Hà Nội chạy về. Ra Hà Nội về cụm luôn. Ra Hà Nội về là Corona. Đây nè. Anh qua về là anh nóng. Anh chấp nó đi mô tô, anh đi xe. Ê, Hà Nội không? Đấy anh nói con cạc chứ.
Cú lồn. À anh em coi tẩy thằng nào. Hai chín chín không được không? Còn má. Hai chín chín mang chạy qua 266 à. Quá nhiều. Hết luôn á. Sáng nay cái chục bao quá. Tới 10 giờ tôi anh đi đúng không? Bắt đầu tính từ 10 giờ ra tới Hà Nội là bao nhiêu tiếng? Tới chưa rồi. Tính tới chứ còn không có tới. Đủ mắt rồi coi. Thằng gọi là chuyện về gái anh em. À, thằng gọi về gái. Cho coi mặt coi. Đó là tính hết vô đó. Chưa đâu ta. Ngoài đi à. Người ta lì xe à. Quýnh chích mẹ ly à. Em 54 à. Còn nha hô ha. Sơ má, sơ má. Sơ cái. Chạy bữa nắp. Tấn chỗ cầu 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 Bản Hạnh đó. Không biết bao nhiêu tiếng không? Một tiếng là chục phút đó. Tình ra có bia em hàng đâu mạnh đâu anh. Bia em hàng yêu siêu à. Bia em hàng tẩy nó yêu lắm. Mùng quá quay ao luôn á. Xe mà xe cho mướn mà em. Ghê hả? Còn xe nhỏ nó đâu có đâm đắp đâu. Xe lớn là mua vậy để cho mướn à. Hẳn á, không mua về cho mướn á. Đây mướn xe chạy mà. Mướn á hả? Ngày 1 triệu 6 á. Trời ơi. Vậy đủ má nói tiền nó bán xe cho bây giờ. Bữa giờ mướn hết tiền luôn giờ thiệt á. Vậy hả? Anh biết chỗ này cho mướn hả? Rồi hư ra chiều chơi. Pin nó mướn chỗ này. Là mướn với 10 có 1 triệu 2 à. Một ngày. Chứ còn em. Con này 1 triệu 6. Cái gì ra? Bê mắc hơn. Với 10 hay 13. À. Cũ. Rồi bạn là đi với anh nè. Đi chơi anh rủ với anh Giang. Đi vượt anh em ơi. Đi chơi. Đi tour. Đã đi ăn cái đó về. Đi xuống đây ngồi. Hà Nội. Sài Gòn Hà Nội. Đi không? Đi. Đi. Máy bay từ chợ chương trình này. Tay nữa, nó đi tay nó biết. Con mẹ mày tâm chân. Ba nội chửi thằng tâm chân, địt mẹ mày tâm chân. Tâm chân địt mẹ mày. Ông nội mày. Ông mồi mày. Tổ cha mày. Tổ trai mày. Mụ nội mày. Mụ nội mày. Ông cô nội mày. Ông cô nội mày. Bắn chết mẹ mày. Vậy bắn chết mẹ mày. Bắn chết mẹ mày. Địt mẹ mày tâm chân. Tâm chân. Cái lộ má mày. Cái lộ. Địt mẹ mày chọc tao hả? Chọc tao hả? Chọc cò hả? Bắn mày á. Bắn mày á. Tao bắn mày á. Tao bắn. Quán chứ mẹ mày luôn á. Mà mấy bữa nay nãy rủ nó mày đợi chơi với anh em chút xíu nha, mà nó về là con nó bị nó em lồn. Ừ, em lồn. Làm quá. Bia bia bia. Cho lon. Hai lon. Thằng nguồn lon chạy cho dữ. Cái lon dài nó nổi. Chơi không? Dài nó đi có hậu hơn. Em thầy Đức Hà Tổng. Hello anh thầy. Hello anh thầy. Con cạc. Cái lon cát không? Con cạc cát không? Con cạc. Cát không? Cát không? Ừ. Vậy là con cạc cát không? Con cạc cát không? Ừ. Con cạc cát không? Hello anh Tây. Thầy anh Tây gì? Tây gì cùng tôi qua ta chiều chơi. Chim to. Má. Má mày. Anh đùa với vợ ra tầng nhiều 2-3 lần. Thôi Hoàng Long ơi. Anh Long. Cái càng chạy nó càng vắng chạy ngon. Cái đâu là anh đâu ra không gái uống rồi sao. Nhưng nên mấy tốc độ xe mà đâu phải tem tem đi cô gái đâu đi sớm. Tem tốc độ. Đi sớm á. Nhà đó ở đây nè. Đi sớm á. Chạy lên Đà Lạt uống ly sữa chắc chạy đi. Đi sớm á. Đi sớm á. Hôi. Hôi cái lồn. Hôi lắm. Bên. Đồ đồ nè. Cục mẹ mày. Ô xí. Xí ra. Mông cạc. Không có Nguyễn Hân gì rồi.
tới chạy về. Tay mà gặp cọc thì chỉ còn quy mà lầy thôi. Alo anh Tay. Alo anh Tay. Osami. Osami cô đen thôi. Bao nhiêu tiền? Ừ ghê. Dịt lồn mà. Dịt lồn mà. Dịt lồn. You sleep. Vip thì sleep cả lồn. Ôi trời ơi, chịu. Vip sleep. Dịt mà bấm thiền. Bấm thiền cả lồn. Nó chửi mày kìa. Sáu lồn. Sáu lồn. Dịt mà mày bấm thiền. Ôi. Bấm thiền. Cú lồn. Tiền nó chục phút anh chạy 2 tiếng. Anh đi xe nhỏ 2 tiếng. Xe scooter chạy 2 tiếng. Nhìn cái con này tao thích cái khúc. Đúng mà chạy giờ. Là 220 mấy cây. Từ nó 3 giây á, chạy xong 3 giây chứ vào xuất phát. 220 cây. 230 anh. Đụng đồng hồ là 230. Sáu lồn. Mấy chạy không á?